Quán buffet ở Hà Nội bất ngờ biến mất trong đêm sau khi bị khách tố mất vệ sinh. Những hộp thịt bò, nồi niêu xoong chảo, rau củ, đồ dùng được vứt tứ tung dưới nền gạch bẩn thỉu chính là hình ảnh được một vị khách thấy được và phản ánh trên mạng xã hội. Nhiều ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm những hình ảnh bên trong một quán buffet ở Hà Nội, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo người đăng tải, người này đi vệ sinh và vô tình bắt gặp khung cảnh cực bẩn thỉu bên trong khu vực bếp của quán ăn này. Đang nói, khu vực vệ sinh nằm cạnh nơi để nguyên liệu với các kệ lớn, khay nhựa, tủ đông, nhiều nồi lẩu, rau, khoai lang, gia vị để ngổn ngang ngay trên mặt đất. Cũng theo người đăng tải, quán buffet này tên TL ở số 225 phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quán này được giới thiệu là bán buffet bò ăn thả ga với giá 99.000 đồng. Ngay sau khi bài đăng tải xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc với tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán ăn này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ việc, tối ngày 23 tháng 10, theo Vietnamnet, biển hiệu nhà hàng TL đã biến mất. Ngôi nhà này được treo biển hiệu mới, bún chả sườn nướng. Một số người dân đã chụp được hình ảnh quán ăn này tháo biển cũ thay biển mới trong đêm 22 tháng 10. Lãnh đạo phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ủy ban nhân dân phường đã cử cán bộ kiểm tra. Theo đó, nhà hàng TL đã tự đóng cửa chuyển đi nơi khác. Địa chỉ 225 Hàng Bông hiện tại chuyển thành quán bún chả do người khác quản lý. Công tác kiểm tra cho thấy, nhà hàng TL chỉ vừa hoạt động ở địa chỉ 225 Hàng Bông vài tuần, có đăng ký giấy phép kinh doanh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.